Quý vị đang theo dõi chương trình Địa phương trên đường phát triển. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho chương trình. Với điểm đến hôm nay là huyện Côn Đảo. Thưa quý vị, Côn Đảo được ví như đảo ngọc bởi nhiều ưu đãi của thiên nhiên về sinh cảnh, môi trường, khí hậu. Và những ai yêu thích du lịch sinh thái thì Côn Đảo chính là điểm đến vô cùng lý tưởng. Đến Côn Đảo, du khách được khám phá những cánh rừng nguyên sinh với hệ động thực vật đa dạng, môi trường trong lành, khí hậu mát mẻ, được hòa mình vào biển cả hoang sơ tinh khiết. Đến Côn Đảo, du khách còn có dịp trải nghiệm những loại hình du lịch ấn tượng như là lặn ngắm san hô, xem rùa đẻ trứng, thả rùa con về đại dương. Côn Đảo đang ngày càng thu hút khách du lịch trong và ngoài nước bằng du lịch sinh thái. Trong số 16 hòn đảo lớn nhỏ của quần đảo Côn Sơn, đảo lớn Côn Sơn có diện tích lớn nhất, trải rộng trên diện tích hơn 51 km vuông. Hòn Côn Sơn hay còn gọi là Côn Đảo, hội đủ các thành phần rừng, biển với hệ sinh vật vô cùng phong phú, đa dạng. Rừng ở Côn Đảo là rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới và rừng kín nửa rụng lá mưa ẩm nhiệt đới, phân bố dọc theo đồi cát gian biển lẫn ngập mặn. Trong số hơn 1.000 loài thực vật của rừng Côn Đảo, 23 loài có tên trong sách đỏ Việt Nam và 11 loài đặc hữu. 160 loài động vật rừng cũng có nhiều loài quý hiếm. Biển Côn Đảo có hệ sinh thái điển hình của vùng biển nhiệt đới với 11 loài cỏ biển, 342 loài san hô, 127 loài rong biển, 202 loài cá, 153 loài thân mềm, 110 loài giáp xác. Quanh Côn Đảo có những bãi cát được rùa chọn làm tổ đẻ trứng và là nơi có lượng rùa biển lên đẻ trứng nhiều nhất Việt Nam. Chúng ta có hệ sinh thái rừng nhiệt đới, chúng ta có hệ sinh thái rạn san hô, chúng ta có hệ sinh thái thảm cỏ biển. Và trước đây chúng ta còn có cả rừng ngập mặn, có nghĩa là ở Côn Đảo nó có nhiều hệ sinh thái khác nhau. Và đấy là một trong những cái đặc điểm để nói lên rằng là vùng biển Côn Đảo rất là đa dạng. Ngoài cái việc bảo vệ rừng trên các đảo thì tập trung cho công tác bảo tồn cái hệ sinh thái biển. Chúng tôi có cái hệ thống các cái trạm, 12 cái trạm kiểm lâm. Do đó thì bên cạnh cái việc chú trọng đến bảo vệ rừng thì chúng tôi hàng năm đều có cái phương án, gọi là phương án cái là bảo vệ cái nguồn lợi thủy sản, bảo vệ đa dạng sinh học trên biển. Cái vườn quốc gia Côn Đảo chủ yếu là vấn đề về bảo tồn, bảo vệ môi trường là chính, còn kết hợp phát triển kinh tế cũng đòi hỏi phải thực hiện, nhưng mà chúng ta ưu tiên cho cái mục tiêu bảo tồn, thế thì cái phát triển kinh tế phải lựa chọn. Do đó trong việc là chúng tôi có các cái quy định, quy chế về là từng cái khu vực để kiểm soát cái chuyện đó, để tránh cái chuyện là phát triển một cách ồ ạt, tránh cái chuyện phát triển một cách là không kiểm soát. Vừa rồi là những thông tin chung về Côn Đảo. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt chia sẻ cảm nhận về Côn Đảo qua từng góc riêng. Trước hết là các bãi biển, được biết đến là bãi biển đẹp nhất ở Côn Đảo. Từ lâu, du khách đã nghe danh biển Côn Đảo với làn nước trong xanh màu ngọc bích và những bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp. Tiêu biểu hơn cả là bãi Đầm Trầu gần khu vực sân bay Cỏ Ống. Bãi Lò Voi dọc theo đường Tôn Đức Thắng, thích hợp cho gia đình hoặc nhóm bạn bè dã ngoại kết hợp tắm biển. Bãi An Hải, bãi Nhác cách trung tâm Côn Sơn 10 phút đi bộ, thích hợp cho những người thích sự yên tĩnh, riêng tư. Em thấy là Côn Đảo thì là một cái vùng đất vùng đảo khá là yên bình. Và em thấy thích cái không khí ở đây. Tức là nắng đẹp, không khí tốt, mát mẻ, không quá nóng nực. Và biển thì rất đẹp. Em rất cảm thấy rất hài lòng đi chơi Côn Đảo. Thỏa thích với những bãi biển tuyệt mỹ, chúng ta càng thỏa thích khi tham quan khám phá những cánh rừng nằm sát các bãi biển. Khám phá rừng Côn Đảo không quá khó, có nhiều tuyến rừng có thể xuyên qua mà không phải tốn nhiều sức hay là phải dày dặn kỹ năng đi rừng. Chỉ là chúng ta có quyết tâm khám phá hòa mình vào thiên nhiên hay không thôi.
Từ bãi Ông Đụng, tuyến tham quan rừng Sở Rẫy mang lại trải nghiệm nhiều thú vị. Đây là cánh rừng mưa nhiệt đới trải dài trên đồi thấp. Vào rừng, du khách vừa có cơ hội tìm hiểu nhiều loại cây lá hoa đa sắc, vừa nghe tiếng hót của đủ loại chim. Tuyến xuyên rừng khu vực Hòn Bà, đỉnh Tình Yêu hay từ hang Đức Mẹ qua bãi Đất Thấm, bãi Bàng cũng rất kỳ thú. Quá trình xuyên rừng, du khách được tận mắt nhìn thấy những loài thực vật quý hiếm như cây gang néo, lát hoa, nhiều cây cổ thụ hàng chục người ôm và nhiều loài dây leo độc đáo. Tuyến xuyên rừng Gò Ống, Vịnh Đầm Tre thì trên đường đi, du khách có thể bắt gặp nhiều loài động vật hoang dã như thạch sùng, kỳ đà, sóc, cua núi. Tiếp tục với du lịch sinh thái tại Côn Đảo, quý vị đừng bỏ qua những loại hình du lịch độc đáo này đây. Dĩ nhiên các loại hình du lịch vẫn không tách rời với rừng và biển là đặc sản của Côn Đảo. Lặn biển ngắm san hô là một trong những loại hình du lịch được nhiều du khách chọn trải nghiệm khi đến Côn Đảo. Quanh hòn lớn Côn Sơn và những hòn đảo nhỏ của quần đảo như hòn Bãi Cạnh, hòn Cao, hòn Tài, hòn Tre, hội tụ các dải san hô với mật độ cao. Ở từng vị trí có thể lặn ngắm san hô, du khách được các hướng dẫn viên du lịch hướng dẫn thao tác cơ bản và được trang bị các thiết bị phù hợp, an toàn, nên có thể yên tâm bơi lặn ngắm san hô dưới biển. Mãn nhãn với thế giới san hô muôn sắc màu, kiểu dáng, du khách còn mãn nhãn với đàn cá bơi lượn quanh san hô cũng lung linh huyền ảo không kém. Xem rùa đẻ là loại hình cũng được nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến Côn Đảo yêu thích. Đây là loại hình du lịch riêng có tại quần đảo Côn Sơn. Từ Côn Đảo có các tuyến tham quan rùa đẻ Hòn Tre Lớn, Hòn Tài, Hòn Cao, đặc biệt là hòn Bãi Cạnh, nơi có số lượng rùa lên làm tổ đẻ trứng nhiều nhất ở quần đảo Côn Sơn và cả Đông Nam Á. Mùa sinh sản của rùa biển vào khoảng tháng 4 đến tháng 10 hàng năm. Đến Côn Đảo thời gian này, du khách không chỉ được trải nghiệm xem rùa đẻ, tìm hiểu công tác cứu hộ và bảo tồn rùa biển của vườn quốc gia Côn Đảo, mà còn chứng kiến rùa con bung trứng chào đời, được tham gia thả rùa con về đại dương. Gia đình quyết định chọn đến đây cũng mục đích là để cho cháu nhỏ được xem cái hoạt động thả rùa. Em mục đích đi du lịch cũng là mục đích chính, cũng là cái việc đấy, để cho cháu quen với thiên nhiên. Bên cạnh những loại hình du lịch độc đáo, đến Côn Đảo, du khách cũng có thể tự mình tạo ra khoảnh khắc vàng với thiên nhiên, môi trường riêng có ở đảo. Hãy thức dậy thật sớm để đón bình minh tại mũi Cá Mập và chờ lúc chiều tà đến bãi Nhác ngắm hoàng hôn qua đỉnh Tình Yêu. Những khoảnh khắc như vậy chắc chắn cho mỗi người nhiều ấn tượng đẹp, dịu êm, tràn đầy năng lượng mà sống tốt hơn, có ý nghĩa hơn, trọn vẹn hơn. Thưa quý vị, 5 năm trở lại đây, doanh thu ngành du lịch Côn Đảo tăng bình quân 35% một năm. Bằng nhiều nguồn lực, các điều kiện phục vụ du lịch trên đảo đang phát triển mạnh, đặc biệt là hạ tầng giao thông, phương tiện giao thông, cả đường thủy, đường bộ, đường hàng không. Thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Côn Đảo, nhiều dự án đầu tư vào Côn Đảo đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt và các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương đều chú trọng nguyên tắc đầu tư phát triển Côn Đảo phải gắn liền với bảo tồn, phát huy các giá trị, di tích lịch sử văn hóa, bảo vệ cảnh quan môi trường để phát triển hơn nữa các loại hình du lịch sinh thái tại Côn Đảo. Chương trình Địa phương trên đường phát triển đến đây xin được tạm dừng. Chúng ta tiếp tục thông tin chuyên đề về các địa phương vào lúc 17:50 ngày mai quý vị nhé. Điểm đến của chương trình ngày mai là huyện Đất Đỏ.